Đồ Quốc Hiền xin kính chào quý vị. Hiện nay là chiều ngày 18 tháng 6 năm 2016. Tôi đang đứng ở khu B của Đồ Quốc Hiền. Và tôi đang đi sang khu A là nơi mà đang lắp mấy chiếc giường gỗ mun. Để giới thiệu đến quý vị là giường gỗ mun 1 mét trong lòng 1 mét 8 nhân với 2 mét. Anh từ quê tôi đang đi sang qua đây qua qua là 6 tầng nằm tại làng Mộc Đại Nghiệp, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Hôm nay rất là nắng, lắp xong rồi anh em đã phải phủ vải vào. Nào nhấc ra cho anh ạ. Nhắc vải ra cái. Đây là chiếc giường mẫu hoàng đế và chúng tôi đã hoàn thiện bằng cách là đánh xi, cũng coi như là để mộc, chỉ cần đánh giáp nhẹ là sẽ tới phần mộc ngay. Bình thường thì đồ gỗ mun chúng tôi là sẽ không đánh gì và giao mộc cho khách, nhưng mà đây là khách hàng đã yêu cầu thôi đánh xi vào để có một cái lớp trơn cho nó bảo vệ. Và bên trong này chúng tôi đang tiếp tục hoàn thiện một chiếc tiếp theo. Ừ, lắp tiếp cái nữa bên trong này đi. Đầu cao đâu? Để trong này. Thôi trước này chụp ảnh xong rồi chú tháo hết đi. Xin tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong những clip sau.